Vì Hà Nội phóng thích một cách âm thầm, một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi bật nhất ở Việt Nam hôm 21 tháng 10 đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi là phải chăng Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng dùng công dân của mình để làm lá bài mặt cả với phương Tây, nhất là Mỹ. Blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, được thả chỉ ít lâu sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội. Việt Nam cũng đang gấp rút muốn hoàn tất việc thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương với các đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Giáo sư Jonathan London hiện đang giảng dạy tại Đại học Thành thị Hồng Kông, nhận định với VOA. Chắc chắn là điều này thì liên quan trực tiếp đến phát triển những quan hệ song phương gần gũi hơn giữa Hà Nội và Washington. Và trong đó có rất nhiều chuyện khác nhau. Tất nhiên, cái vấn đề lớn là trong một bối cảnh quốc tế, trong đó động thái của Trung Quốc càng ngày càng hung hăng, thì Hà Nội thì rất gần có một quan hệ chiến lược và sâu hơn đối với Washington. Chính phủ Mỹ đã nói nhiều lần họ cũng muốn để phát triển một quan hệ toàn diện với Hà Nội và Việt Nam, nhưng muốn nó thì chắc chắn phải có những bước đi rất cụ thể. Điều này là một trong những người tù nhân lương tâm mà Mỹ đã nói là phải được thả. Trong một bài viết trên trang cá nhân, blogger Đoan Trang nói rằng việc Việt Nam trục xuất blogger Điếu Cày một lần nữa cho thấy chính quyền Việt Nam sử dụng công dân của mình, nhất là những người bất đồng chính kiến, như con bài để mặc cả, đổi chác. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cho biết rằng việc thả ông Hải rồi cho đi Mỹ là vì lý do nhân đạo. Trong khi đó, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Australia, nhận định với VOA rằng đó là một quyết định mang tính chính trị và chiến lược chung. The elite is divided and they use political prisoners. Hàng ngũ lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hiện đang bị chia rẽ, và họ sử dụng các tù nhân chính trị để đạt được mục đích chính trị của mình. Việc thả các tù nhân chính trị là để nhận được các ân huệ của Hoa Kỳ, trong khi việc bắt giữ các tù nhân chính trị bởi các nhân vật bảo thủ là để ngăn chặn tiến bộ trong quan hệ với Hoa Kỳ. Tôi lấy ví dụ là chuyến thăm Mỹ của Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Đỗ Bá Tị năm ngoái, và đã xảy ra chuyện bắt bớ trước chuyến đi của ông này. Nên tôi kết luận rằng họ làm điều đó để cản trở việc mở rộng quan hệ với Mỹ. Chuyên gia lâu năm về Việt Nam cũng nhận định thêm rằng vì Việt Nam thả blogger Điếu Cày rõ ràng có liên quan tới việc dỡ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương, cũng như nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Phát biểu sau cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hồi đầu tháng này ở thủ đô Washington, ông Scott Marcell, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, tuyên bố rằng Hoa Kỳ không theo đuổi chính sách đổi chác trong mối bang giao với Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Marie Harf, hôm 21 tháng 10, đã hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày, đồng thời bày tỏ hy vọng về việc sẽ có các tù nhân lương tâm khác được trả tự do trong tương lai.